Thái Quân, Thái Quân. Tùng Bảo, chuyện gì mà hối hả quá vậy? Cô Cửu à, Thái Quân, nội nhất định phải cứu Tùng Bảo. Ê, lạ quá, cho dù Thái Quân cứu người, người cũng phải nói ra cớ sự mới được chứ. Lưu Thừa Tướng, có phải bữa nay tới đây để địa hôn không? Phải. Ủa, vậy thì lạ quá, trong nhà của Thừa Tướng đâu có người con gái nào. Ông đi địa hôn với ai vậy kìa? Nghe nói Lưu Thừa Tướng có nhìn một cô con nuôi, bữa nay ông tới đây nó là để địa hôn cho con gái nuôi. Ông và mẹ con cũng đã chấp nhận rồi. Thái Quân, bất luận thế nào đội cũng phải cứu con. Coi con đó, con ở ngoài chiến trường giàu sanh ra tử, khí thế anh hùng, không có sợ chút nào. Bây giờ chỉ vì hôn sự mà khiến cho bần khuân như vậy. Ây. Thái Quân à, đã tới nước này rồi, nội đừng có chọc con nữa. Con gái nuôi có Lưu Thừa Tướng, tướng mạo xinh đẹp, võ nghệ lại cao siêu, biết bao nhiêu công tử muốn trở thành con rể của Lưu Thừa Tướng mà không được nữa đó. Bây giờ con đã rước được thì phải mừng mới đúng chứ. Nhưng mà ngày trước Thái Quân đã hứa với Tôn Bảo cho cuộc hôn cưới với con với Quý Anh trọn vẹn mà. Ủa? Ừ, thiệt hả? Ừ, sao ta lại quên rồi ha? Ê, tuổi tác đã cao, quên hết rồi. Vậy được, Thái Quân, dù cho nữ có quên, còn Tôn Bảo đâu có thể nào quên được. Đã định hôn với Mộc Cô Nương, cô đâu thể nào làm kẻ bội tín bội nghĩa, từ chối phủ phàng vậy được chứ. Con biết không, nếu như là kẻ khác thì còn có thể. Bây giờ cả Thừa Tướng cũng dính vào. Thừa Tướng đã bất luận thế nào đâu cũng phải tìm cách cho con. Hay, kẻ săn mất ngựa chưa chắc là vô phương. Ý của Thái Quân là không chịu giúp Tôn Bảo à? Ta bảo đảm Mộc Cô Nương sẽ trở thành cháu dâu của ta. Tôn Bảo, vậy mà ngươi còn chưa hiểu? Nhưng mà Thái Quân, con... Ây da, được rồi, hãy mau chuẩn bị đón đứa con nuôi của Thừa Tướng đi. Đừng có suy nghĩ nữa. Dạ. Nghĩa phụ. Quý Anh, chuyện tốt đã xong. Thiệt hả? Sai quần chúa còn chưa biết đứa con nuôi của ta là ai. Chính là người. Khi lão phu đề hôn với bà đồng ý ngay. Quý Anh, người có thể ngôn chánh danh thuận mà gả vô Dương gia, chỉ cần kiệu hòa đưa tới trước cửa Thiên Ba phủ. Không lẽ sai quần chúa đuổi người về sao hả? Cảm ơn nghĩa phụ. Gần thủy chung già mới cay. Sài Thái Quân cộng với lão phu còn lo gì mà chuyện tốt chẳng thành. Nhưng mà Thái Quân cũng kể như là tài cán, quả nhiên là nghĩ ra được kế sách như vậy, để tự nhiên lão phu thêm được một đứa con nuôi nữa. Quý Anh, tại sao tự nhiên buông bã như vậy? Thì lại không ngờ phải dùng tới cách này, nhờ tới nhiều người như vậy mới có thể vào được Dương gia. Quý Anh, cô không cần phải buồn rầu. Tại quận chúa không hiểu thù mới đối với con như vậy. Ngày sau khi con đã thành hôn với Tôn Bảo, ta nghĩ thái độ quận chúa đối với con đó nhất định sẽ thay đổi. Nghĩa phụ, Quý Anh không biết phải làm sao để cảm ơn cha và Thái Quân, xin nhận con một lại. Đứng dậy đi. Quý Anh, chỉ cần con tạo nhiều hương quả cho Dương gia, vậy là đền đáp cho Thái Quân rồi. Thái Quân, tôi đã căn dặn gia đình phát gạo bên ngoài rồi. Được, đem thêm gạo ra. Hôm nay là ngày đại hỷ của Dương gia, mình cùng nhau vui vẻ đi. Dạ biết rồi Thái Quân. Đã lâu chưa thấy Thái Quân được vui vẻ như là ngày hôm nay. Dĩ nhiên rồi, có chuyện gì vui cho bằng chuyện cưới vợ cho cháu của ta chứ. Ây da. Ê, coi quận chúa kìa, cười thấy răng hết trơn luôn vậy đó. Thank you.
Cậu qua lẹ lên đi, thì thời đã tới rồi kìa, kiệu qua cũng sắp tới nữa đó. Có cái gì mà phải lo nữa chứ, cậu cũng nói rồi, Thái Quân nói giúp cậu nhất định cưới được Mộc cô nương thôi. Ta không phải lo, ta chỉ sợ rủi ro. Rủi ro đó thiếu gia, tôi nghĩ con nuôi của thừa tướng nhất định là Mộc cô nương. Ừ, thiệt à? Thiệt đó. Tần Lan à, xin ra ngoài này đá cửa kiệu đi. Ê thiếu gia, làm gì vậy? Mau lẹ lên, lên ra đá cửa kiệu đi, nhanh lên. Mau lên, mau lên. Hai được rồi, được rồi. Mau đi cô nương. Thiếu già tối nay mới có thể dỡ cái khăn đỏ ra. Ờ đúng, đúng rồi, tôi không phải. Thì coi thiếu già kìa, quýnh ngay chưa? Ai mà không quýnh, nếu là tôi cũng quýnh vậy. Cảm ơn, cảm ơn. Xin mời vào, mời vào, mời vào, mời vào. Xin mời vào bên này, bên này, bên này. Xin mời. Cảm ơn, cảm ơn ha. Xuân Đào, Dân Trà, mau lên. Thiếu già, Thủy Chung cậu đã cưới được vợ, có phải yêu lắm không? Quý anh có thể trở thành con nuôi của Lưu thừa tướng, tin chắc là kế sách ra của Thái Quân nữa. Ngày sau ta nhất định phải cảm ơn Thái Quân cho việc tốt mới được. Khoan đã, sự việc cũng chưa có xong xuôi đâu. Cái gì? Bộ con quên hay sao? Từ đầu tới cuối quận chúa cũng chưa biết mùi danh trà cho bả là Mộc cô nương đó, có biết không? Đúng vậy. Dẫn tích sao đây? Lê Duyên Ngoại, xin mời. Bây giờ chị có nước tới đâu thì tới. Quận chúa không phải là người không đáy lý đâu. Hơn nữa, tiểu phu nhân thông minh đanh lợi, tôi nghĩ chẳng bao lâu quận chúa nhất định thay đổi thái độ với tiểu phu nhân. Được vậy là tốt nhất. Cảm ơn khách sáo quá. Mời. Mời vô. Khởi bẩm quận chúa, bác Hiền Dương sai người đem quà cáp tới đó. Cặp bảo tàng này là quà cáp của bác Hiền Dương, sư quận chúa như bây giờ. Bác Hiền Dương không tới đây sao? Bác Hiền Dương bữa nay công thể tới đích thân chúc tụng. Vậy thì làm phiền người cảm ơn giùm ta nha. Dạ, vậy thì tiểu nhân xin cáo lui trước. Làm phiền, làm phiền. Dương Hùng. Dạ. Thắp cặp bảo trúc này lên. Dạ biết. Quyền Dương Lục Hậu Nam. Nếu nhà không muốn thấy trên dưới của Thiên Ba Phủ phải chết một cách thê thảm thì em lập tức. Người muốn gì đây? Để bước ra ngoài sẽ biết. Anh không bảo đảm đức lân quận của em đâu. Lưu đại nhân hoàng năm nghìn đón bất chu, thất lễ thất lễ. Lão phu chúc mừng Thái Quân, bữa nay là ngày cưới của cháu dâu, mà cũng là lão phu gả con nuôi. Bữa nay tôi phải cùng với bà uống vài ly cho thiệt thoải mái, có được không ha? Người đâu? Dạ. Thái Quân, hoàng thượng biết bữa nay tôn mạo cưới vợ, cố tình đem đôi ngọc như ý này làm quà cáp để mà nhờ lão thần đem tới, xin Thái Quân nhận cho. Tạ hoàng thượng long ân. Dạ quế, dạ quế, dạ quế. Thái Quân mời đứng dậy. Đúng là quý trọng vô cùng, ơn điển của hoàng thượng quá trọng hậu. Thái Quân, đôi ngọc như ý này do hoàng thượng ban phí để tặng cho người có công, vợ chồng tôn bảo sau này nhất định được trời ban hồng phước như ý kiếp người. Cảm ơn hảo ý của ông, lòng ơn của hoàng thượng, để ngày sau lão thần sẽ đem cả tôn bảo nhật cùng đích thần quỳ bái tạ hoàng thượng. Hay, hay lắm. Tôn bảo. Dạ Thái Quân. Cất cho đàng hoàng. Dạ Thái Quân. Phải không,
Lưu đại nhân mời thượng tọa. Mời. Lão Bồng. Dương công tử, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn Lão Bồng. Lão Bồng cũng vẫn khỏe chứ? Cảm ơn, cảm ơn. Công tử, bữa nay thấy cậu đắc chí vui sướng, hăng say phấn khởi lắm đó nha. Cảm ơn Lão Bồng. Nói ra, cháu đây cũng phải cảm ơn Lão Bồng mới đúng. Nhớ mà trong lúc lâm nạn, nếu không phải nhờ sự giúp đỡ của ông thì đâu có được ngày hôm nay đâu. Anh đừng có nói vậy, anh đó là lao mổ có phước mới gặp được công tử thôi. Phước trạch của công tử đó, nếu ngày trước đó không được sự giúp đỡ của lao mổ thì cũng vẫn có thánh thần phù hộ vậy. Ngày hôm nay biết công tử thành hôn, cưới được con gái của thừa tướng, đủ chứng minh công tử là người phước hậu đó. Lao ông quá khen. Để nói với mặt này cho ông biết, cô dâu ngày hôm nay không phải là con gái thừa tướng thiệt đâu nha, mà là quế anh mộc của đường. Hả? Như vậy thì đã quá hay rồi. Công tử, người hữu tình thì thủy chung trọn vẹn, đúng là khả hỷ khả tụng đó. Cảm ơn. Mời vào trong dùng trà. Mời. Xin mời ngồi. Dạ lão già. Mời ngồi. Bài phòng, người hãy đi pha một bình trảm mã trà ra đây. Dạ thiếu gia. Nè công tử à, cả thành ai cũng biết cô dâu là con gái của thừa tướng, tại sao tự nhiên cậu lại cho biết là mộc của anh? Chuyện này nói ra dài dòng, để ngày sau tôi sẽ từ từ nói cho ông rõ. Cả cha mẹ cậu cũng biết rồi chứ? Hiện tại cũng giữ kín chuyện này, đó là muốn tạo cho ông bà một sự kinh ngạc. Mộc Quế Anh là một anh thư tài ba, với công tử đúng là xứng đôi dừa lứa đó. Cảm ơn Lao Công. Bài Phong, đây là đỉnh đỉnh đại danh Lao Thiện Hành. Mời Lao lão gia dùng trà. Được được. Xin lỗi nha Lao lão gia, tôi không phải cố ý đâu. Tại sao sơ ý quá vậy? Xin lỗi nha thiếu gia. Đi đi. Thật là xin lỗi. Chuyện nhỏ không có gì đâu. Xin mời ngồi. Giờ tốt đã tới rồi, phải lại ông bà. Bài Phong, người đi báo cho cô dâu chuẩn bị đi. Dạ, quân chúa. Một cô nương, nhưng mà qua đây giúp ta một tay đi. Cô còn quýnh tới nhà vậy, sắp phải lại ông bà kìa. Không được, ta phải rời khỏi chỗ này ngay. Cô đừng có sợ, đây là sự sắp xếp của Thái quân mà, không có sao đâu. Không phải, hồi nãy gia luật Hào Nam đã dùng truyền âm cảnh cáo ta, nếu ta không lập tức ra gặp hắn thì hắn sẽ phá hoại hôn lễ. Vậy tính sao? Ngươi lập tức mặc quần áo của ta ra ngoài trước đi. Không được đâu, rủi như họ bắt tôi lại ông bà. Ngươi biết cách mà. Tóm lại đừng có rời khỏi căn phòng này, cố tình kéo dài thời gian là xong. Gia luật Hào Nam, ngươi lập tức ra đây ngay. Nếu như ngươi là đại trưởng phu thì đừng có làm chuyện sụt sèo. Quên, đừng làm mất thời gian. Thật ra ngươi muốn gì đây? Sao vậy? Gấp gì làm cô dâu của em đó hả? Anh nói cho em biết, em không có lại ông bà được đâu. Nếu như em trở về, Thiên Ba phủ sẽ gặp nạn ngay, và chính em cũng sẽ bị nhiều tai kiếp nữa. Ngươi nói như vậy là ý gì? Anh chỉ khuyên em dứt khoát sẵn, đừng nên về đó thành hôn. Ngươi tưởng ngươi là ai đây? Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Tại sao tới lúc này em còn mê muội bất tỉnh vậy hả? Mê muội bất tỉnh là ngươi. Ta với ngươi vốn không duyên nợ, tại sao phải miễn cưỡng chứ? Em nói cái gì? Em nói mình không duyên nợ. Duyên nợ của mình là trời đất đặt để. Em lột lòng mẹ là làm vợ của anh. Anh không phải là cố chấp, anh chỉ níu lại số em, để cho em khỏi bị tai ương tái trùng mà thôi. Sư phụ đã từng nhắc nhở, nếu như ta sống với Tôn Bảo thì sự sống sau này nhất định sẽ rất gian nan. Ta cũng đã suy nghĩ kỹ, mà ta cũng vẫn cam chịu. Người đàn bà ngu dại nhất trên thế gian này chẳng qua là em. Anh hỏi em thêm một lần nữa, có phải em nhất định lấy Du Tôn Bảo không? Đúng. Vậy thì sao? Anh đã nói hết lời rồi, có hậu quả thế nào em đừng có hối hận. Con đường đó là do ta chọn, ngươi tưởng ta hối hận sao? Em nhất định hối hận. Gia luật Hào Nam, nếu như ngươi nhất định phá hoại hôn lễ của ta, ta nói thẳng với ngươi,
ngươi không thể sống yên ổn đâu. Bây giờ ta trở về bái đường. Xin lỗi. Ngươi trở về nhất định sẽ hối. Thái sư. À, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Tạ thái sư quang lâm. Ê, thái quân, cháu bà Tiểu Đăng Khoa cả thành phố nhốn nhau, dương lưu liên hồn, quả thật là chuyện đại sự, đúng là khả hỷ khả tụng. Thái sư nể tình quang lâm, tạo cho thiên bà phủ thêm rực rỡ. Ê, thái quân quá khách sáo rồi. Dương Nguyên Soái với Lưu Thừa Tướng là hai người của Đương Kim Hoàng Thượng ý lại nhất đó. Hiện tại hai họ đã trở thành thông gia, đúng như là trời với trăng. Lão Phu làm sao mà dám không tới chứ. Thái sư trọng lời rồi. Mời thái sư ngồi. Mời. 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 Dân trà. Quận chúa à, thì thời đã tới rồi, xin thắp long phụng trúc đi. À, được. Vợ tốt đã tới rồi. Cô nương, vợ tốt đã tới rồi. Mời cô ra ngoài lại ông bà. Cô nương à, vợ tốt tới rồi, ra lại ông bà đi. Ôi đau quá à, đau chết người rồi đây nè. Ây da, sao cô lại đánh tôi chứ. Cô nương à, vợ tốt không thể để qua được đâu. Mau ra ngoài đi. Ây da, sao cô lại đánh tôi. Để tôi ra báo cho quận chúa biết. Chết rồi mà cô nương à, cô còn không về thì chết chắc đó. Bậy bạ, bữa nay là ngày tốt mà, tại sao lại nói xui vậy? Bá vô cấm kỵ. Bài Phong, cô về thì hay quá, đừng có nói nữa, quận chúa sắp tới đây rồi đó, mau lên đi. Ây giờ hồi nãy cô đánh tôi đau quá đi. Bộ bài Phong không có trong phòng sao? Chính là không có đó. Con ngã đầu này thiệt là hư quá. Quân chúa. Bài Phong, hồi nãy người đi đâu? Dạ con đi vệ sinh. Tần nương, tại sao thì thời đã tới không theo bà Mai ra ngoài để lại ông bà? Giờ con đã căn dặn không có cho đi theo thì chỗ nào cũng không có được đi. Có thiệt nghe lời quá. Lời của một á đầu mà cổ cũng nghe hết. Nếu như là lời của thiếu gia hả, con nghĩ bắt cổ lên trời hái sao cổ cũng sẽ đi. Người thiệt nhiều chuyện quá. Hãy mau đưa cổ ra ngoài lại ông bà đi. Dạ quận chúa. Tân Ngư ngà đi đi. Cô dâu ra rồi. Mời thái quân qua đây ngồi. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường.
tao phải lấy thằng ngươi. Ờ, đập phế một miếng của hoàng thượng ba mỹ để cùng đánh bổn thái sư. Thiên ba phủ đại quả giáng lâm, thiên ba phủ đại quả giáng lâm. Đại nương, nhị nương, đình quý, họ tống thái sư và thừa tướng rồi khỏi chỗ này. Nguyên bài phòng nhốt nó vô phòng cuối. Dạ. Hạ thần khấu kiến hoàng thượng. Bình thân tạ ơn hoàng thượng. Thái sư, tại sao trên trán của khanh bị thương vậy? Bẩm hoàng thượng, hạ thần chính vì cái vụ này tới đây để bẩm cáo với hoàng thượng. Đã xảy ra chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, thiên ba phủ nảy sinh ra một yêu nữ, trán của hạ thần đây chính là bị tên yêu nữ đó đánh đó. Cái gì? Thiên ba phủ có yêu nữ? Thái sư, sao khanh nói tới thiên ba phủ uống rượu mừng? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho trẫm nghe. Hoàng thượng, không biết thừa tướng vì cớ nào mà lại thu nhận cái tên yêu nữ mọc với anh làm con nuôi, mà còn đem đi gả cho Dương Tôn Bảo, cái tên yêu nữ đại nghịch bất đạo, đập bể ngọc như ý của hoàng thượng bằng thí cho, còn muốn ám sát thừa tướng lẫn lão thần. Thần nghĩ nhất định trong đó phải có âm mưu gì to lớn lắm. Trẫm càng nghe càng thấy hồ đồ. Tiền tích hậu tôn của nó như thế nào? Hoàng thượng, tên Mộc Quế Anh này á là cửu dân Bắc Hán, miệt thị triều can, hoàng thượng nhân nghĩa đã không có giáng tội bất kính. Vậy mà tên yêu nữ này đã dùng kế để làm con nuôi của thừa tướng, ở trong lúc hôn cưới loạn đã trào thần, làm nhục hoàng thượng. Hạ thần cho rằng đây là âm mưu to lớn của thiên ba phủ đó, lấy danh nghĩa hôn lễ, mượn tay tên yêu nữ để ám sát đại thần của triều đình. Đó là cái độc kế mượn dao giết người đó hoàng thượng. Có chuyện như vậy sao? Trẫm thì không hiểu nổi, tại sao thừa tướng lại nhận Mộc Quế Anh làm con nuôi? Đã là cha con, tại sao tên yêu nữ còn giết hắn? Về mặt này thì kính mẫn hoàng thượng, Lưu thừa tướng có việc tán kiến. Thiệt tới đúng lúc, mau truyền. Tuân chỉ. Hoàng thượng, theo hạ thần được biết, Lưu thừa tướng với thiên ba phủ có liên kết, ám sát thừa tướng là giả, muốn giết hạ thần là đúng đó. Đó chính là Dương Đông kích Tây đó. Thái sư, tạm thời đừng có nên nghĩ dớ dẫn. Không lẽ khanh đã quên sao? Chỉ vì sự nghi kỵ nhất thời, xém chút nữa là phải giết cha con họ Dương. Thần Lưu trưởng khấu kiến hoàng thượng. Lưu khanh gia. Bình thân tạ ơn hoàng thượng. Lưu khanh gia, có phải vì chuyện Dương gia người tới gặp trẫm không? Đúng vậy. Vậy được. Về chuyện Mộc Quế Anh đại náo hôn cưới đó, vừa rồi thái sư đã trình tâu, khanh khỏi có nói thêm nữa. Trẫm chỉ muốn biết tại sao khanh lại nhận Mộc Quế Anh làm con nuôi mà lại gả cho Dương Tôn Bảo làm vợ. Hoàng thượng, chuyện này nói ra rất là dài dòng. Dương Tôn Bảo muốn cưới con ta để làm vợ, nhưng quận chúa với lục làng nhất định phản đối, mà thái quân lại muốn trộn vẹn cái vụ này, do đó mới nhờ hạ thần nhận với anh làm con nuôi rồi đem gả cho Tôn Bảo. Ý của thái quân chính là sau khi lại xong gạo đã thành cơm, lúc đó lục làng với quận chúa hết lời để nói hả? Tướng già, ông thật là làm tốt cho thiên hạ, nhưng tên yêu nữ lại trong lúc hôn lễ muốn ám sát triều thần, dường như cái mài mối đó ông đã làm sai rồi. Quế Anh không phải là yêu nữ, cổ chỉ bị trúng tà mà thôi. Hả? Trúng tà? Hoàng thượng, thế hành vi cử động cổ quả thật là đã trúng tà. Sự thật ra sao
đang chờ quan sát. Thưa tướng, dường như ông hay binh vực Thiên Ba phủ lẫn cô ta lắm mà. Hiện tại cô ta đã trở thành cháu dâu của Thiên Ba phủ, còn quả nhiên gan bằng trời, dám đập bể ngọc như ý của hoàng thượng ban thí. Thiên Ba phủ quả thật đại nghịch bất đạo. Thái sư, cô ta đã trúng ta, những hành động đó đã thất thường khác lạ, tuyệt đối không thể gì đó nói là cô ta mạo phạm Thiên Hoàng. Bất quá đó chỉ là lời nói một chiều của thừa tướng. Hoàng thượng hạ thật cho rằng cô ta giả điên lừa dối, có âm mưu bất chánh thì đúng hơn. Thái sư, chuyện gì nên đặt quốc sự quan trọng, tuyệt đối không thể nào không phân biệt trắng đen. Ông cứ chống đối với Thiên Ba phủ, văn võ bất hòa, chẳng phải phước của triều đình đâu. Xin thái sư thận trọng. Tướng già, ông nói như vậy tức là ông đã cho lão phu đi sầm bậy. Quý anh đã đập bể ngọc như ý, ám sát lão phu, bằng chứng đầy đủ. Ông nói là y trúng tà hả? Bằng chứng đâu chứ? Nếu không bằng chứng vậy thì nảy ra cái dụng ý xấu đó có mưu mô khác nữa hả? Thái sư, hai vị khánh gia đừng có tranh luận nữa. Về việc mà Quế Anh trúng tà hay là giả điên, nhất định phải điều tra cho rõ. Thưa tướng. Dạ có thần. Do khanh phụ trách cái vụ này. Thần tuân chỉ. Hoàng thượng. Thái sư, không lẽ khanh đã quên quấn thị vừa rồi của trẫm hay sao? Chưa có bằng chứng không nên xét đoán dở dẫn, mất công quả hại trung lương. Đàng hoàng, tại sao cô lại bị như vậy? Chẳng lẽ có phải do gia Lục Hào Nam? Mau thả ta ra! Quý Anh, thiếu gia, cậu không có vô được đâu. Để Thái Quân biết được thì không có ổn đó. Bạch Phong, hãy vô ta già. Ngươi nên biết ngươi không cản nổi ta đâu. Nhưng mà không ở lâu được đâu nha. Để tôi canh nhìn cho cậu. Hãy mau nói cho anh biết sự thật, ai đã làm cho em đến phong bi như vậy? Là ngươi. Là ngươi đã nhốt ta ở chỗ đau khổ như vậy? Quý Anh, em hãy coi kỹ đi, anh là Tôn Bảo mà. Ta hận ngươi. Tại sao ép ta phải lấy ngươi? Ta hận không thể giết chết ngươi. Anh biết trong giờ phút này em rất khổ lắm. Chính anh cũng như vậy thôi. Ngày hôm nay xảy ra chuyện này, anh biết là em nhất định bị người khác chi phối. Anh không giúp được gì em mà lại không cản được. Em có biết trong lòng của anh đau đớn thế nào không hả? Tôi khổ quá. Thả ta ra đi. Thả ta ra. Thế gì? Tôn Bảo, quân chúa. Còn ở đây làm gì? Con còn chê chưa đủ phiền hả? Nếu không phải tại con, Thái quân và thừa tướng đâu có nghĩ ra cái màn này được. Con còn chưa có biết lỗi mà còn tới đây thăm nó hả? Mẹ, Quế Anh bị người ta ám hại thôi. Cô im miệng. Quân chúa. Bà Phong. Quân chúa. Lão lão già, có chuyện gì không? Quân chúa, thật không dám giấu giếm, ngày bữa nay quý phủ xảy ra chuyện quả thật kỳ lạ. Tôi đây cũng biết sơ thuộc số, xem ra cô dâu đã bị trúng tà rồi. Trúng tà? Tôi nói nó bị thất tâm phong. Ấn đường quy đen sâu, hai mắt bừng sáng, rõ ràng là tà đã nhập thân rồi. Nếu như quận chúa không tin, tại hạ có một cách có thể kiểm chứng được. Cách gì vậy?
trong phủ có bảo vật nào khử tà không? Linh công tử có một cây bảo đao, từng giết địch vô số tại xa trường, sát khí đầy dẫy. Hay lắm, vậy cho mượn bảo đao này của Dương Linh công tỏa chiếu vật đi. Đưa nó vô đây. Dạ. Ta thấy sao? Đi, đi mau. Đi, đi. Đi vô. Mau lên, đi vô. Dạ. Đi, đi. Ta thấy sao? Ta thấy sao? Ta thấy sao? Sát khí của bảo đào chỉ có thể tạm thời trấn áp tà khí, y đã bị tổn thương nặng, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được. Lão lão già, thuốc đã sắc xong rồi. Bài Phong cô nương, xin cô giúp đỡ đút cho cô dâu uống đi. Bài Phong, đưa thuốc cho ta. Lão ông, thuốc này là... Đó là hồi hồn thang. Tà ninh đang quấy rầy trong thân quy, tổn hại nguyên khí, uống vô rồi có thể an thần định tâm, ngủ được yên, ăn được ổn đó. Cho cô uống được. Trong người cổ quá yếu rồi, không thôi mời tất cả đi ra để cho cổ nằm nghỉ yên ổn đi. Không được, tôi phải ở lại lo cho cổ. Tôn Bảo. Thưa mẹ. Tôn Bảo. Lão đại nhân, mình ra ngoài nghỉ ngơi dùng trà. Lão già, lá bưởi đây. Bài Phong cô nương, xin cô giúp dùng. Lật hết các lá già này dùm đi hả? Lá bưởi này dùng để làm gì? Nấu nước cho cổ tắm sẽ được khu trừ tà ma. Nè, nhưng cái lá này màu đậm, lá to thì phải lật ra hết. Có hiểu không? Bài Phong, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi,
xảy ra chuyện gì? Hồi nãy tôi nằm thấy ác mộng. Ờ, chỉ là ác mộng thôi, ngươi không có gì chứ? Dạ không. Bác tỷ à, để như nó không có chuyện gì mình trở ra đi. Rồi đấy con yêu nữ đó bỏ trốn thì rắc rối lắm. Ừ, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Chẳng lẽ là ổng? Ta thật là không hiểu. Thiên Ba phủ chánh khí lắm nhiên, Mộc Quế Anh tại sao lại bị trúng tà ở đây? Chuyện này chắc chắn là trớ trêu. Mình đâu có biết thuộc hành ngũ số. Lão tiên sinh đã nói như vậy, mình chỉ có nước chịu thôi. Nhưng mà nhìn nhãn thần của nó, quả thật đã có tà khí. Ta tin y trúng tà, nhưng mà chưa phải nhập ma. Ta chỉ lo y là tà phái cao thủ trong giang hồ. Bởi vì khi ta giao đấu với y, ta phát giác võ nghệ của y có chút tà môn. Hơn nữa y là kẻ hậu sanh của Bắc Hán. Nếu quả thật xung vào Thiên Ba phủ của mình, đúng là một chuyện nguy hiểm lắm đó. Lão già, ý con muốn nói y thành hôn với Tôn Bảo thật ra là một thủ đoạn, muốn hủy đi Thiên Ba phủ của mình hay sao? Bà nghĩ coi, trong lúc bái đường muốn ám sát Lưu thừa tướng, đập bể Ngọc Như Ý, đó là muốn đem Thiên Ba phủ đưa tới con đường tuyệt cùng đó. Nếu là như vậy thì hãy nhanh chóng đưa y trở về một kha trại đi, đừng giữ Thiên Ba phủ nữa. Không cần, đã tới rồi thì yên thôi. Cái chuyện này đã xảy ra trong Thiên Ba phủ thì phải kết thúc ngay tại Thiên Ba phủ. Ta nhất định phải điều tra đầu đuôi gốc ngọn chuyện này. Mình phải làm sao đây? Đừng để Tôn Bảo tiếp xúc gần y, tăng cường canh giữ. Còn nữa, phải cho thêm nhiều người giám sát cô ta. Tôn Bảo, ngươi làm gì? Bắt cô của cô. Hiện tại của anh thế nào hả? Cháu muốn tới thăm cổ. Không được, cha mẹ của ngươi có giận, ngươi không có được tới thăm cổ. Tại sao vậy? Đó là vì ngươi thôi. Hiện tại cô ta chưa có tỉnh táo, ta sợ sẽ hại tới ngươi. Cháu... Phải đó Tôn Bảo, ngươi trở về đi. Cháu không có gì. Cháu thiệt muốn thăm cổ lắm. Làm phiền hai cô cho cháu vào thăm cổ có được không hả? Tôn Bảo, ngươi làm gì vậy? Thưa hai cô, nếu không cho cháu vào thăm quý anh thì Tôn Bảo nhất định quỳ tại đây. Đứng dậy trước đi Tôn Bảo. Về đi, cháu đừng có làm khó dễ hai cô. Cô chỉ cho cháu đứng ở cửa sổ nhìn vô, không có được vô trong nha. Cảm ơn hai cô. Quý Anh à, Quý Anh, anh là Tôn Bảo đây, anh đang nghe em nè, anh có nghe không vậy? Ngày trước mời Lao Huynh dự tiệc lại xảy ra biến cố, chưa thể tới để xin lỗi, phen này lại phiền Lao Huynh tới hàng xa, Dương Mỗ thật là rất áy náy. Nguyên soái trọng lời rồi, Lao Mỗ xưa nay rất là quý trọng nguyên soái. Thấy chuyện xảy ra như vậy ở trong lòng đau đớn lắm, do đó lại tới đây xem xét. Mong nguyên soái với thái quân đừng trách Lao Mỗ, cho Lao Mỗ là lắm chuyện. Đâu có dám, Lao lão già nghĩa cử dân thiền, yêu chuộng Dương gia phi thường, chúng tôi đâu có dám phiền trách chứ. Như vậy cô dâu đã uống hồi hồn thang rồi, tình trạng có bớt chút nào không? Không, tuy đã uống thuốc xong rồi nhưng tình trạng vẫn chưa chuyển tốt, cũng vẫn như xưa. Đúng vậy, sợ thật không biết y giả vờ phong điên hay là giả vờ nổi khùng, điều đó thiệt là lo quá. Ủa, uống xong hồi hồn thang rồi cũng chưa thấy bớt. Ê, Lao Mổ còn một cách nữa. Cách gì vậy? Đó là lấy ngân trâm châm nguyệt. Ngân trâm châm nguyệt, đúng vậy, đó là lấy ngân châm vô nguyệt linh tê của cổ, vậy thì nhất định khôi phục lại thần trí. Dùng cách này thì hơi nguy hiểm một chút, cho nên nhất định phải châm đúng nguyệt đạo, nếu châm lỡ nguyệt đó thì sẽ chết ngay đó. Vậy thì nguy hiểm quá. Thưa mẹ, con cho rằng cách này có thể làm thử. Dạ đúng, Thái Quân, nếu như trị lành được, dĩ nhiên là tốt nhất. Còn nếu như không, thì mình cũng đã tận hết khả năng. Con không đồng ý. Những lời hồi nãy nói con đã nghe hết, con không đồng ý làm gì? Tôn Bảo, con không đồng ý, vậy thì cha mẹ phải làm cách nào đây? Cách nào cha mẹ cũng thử đủ, mà lại nhờ biết bao đại phu, cũng chẳng có cách nào trị lành cho y. Làm cách này rất nguy hiểm, con tuyệt đối không để quý anh mạo hiểm như vậy được. Tôn Bảo, tâm trạng của con cha hiểu lắm, chẳng lẽ con cam chịu thấy cổ phải điên vậy suốt đời sao? Đâu có thể ai biết được cổ đó thật sự điên ruột. Đúng vậy, mình chẳng thể biết cổ điên thật hay điên giả,
Nếu như cổ điên giả là có ý xâm vô Dương gia mình, như vậy thật bất lợi cho Dương gia mình đó. Thái Quân, cứ quyết định như vậy đi. Mình mời một ông thầy tinh thông về châm cứu tới châm cứu cho cổ. Không được, mình không thể để cho quý anh mạo hiểm như vậy. Thiếu gia, quận chúa bé tôi đem trà xăm vô cho cậu uống nè. Người có để trên bàn người ta được rồi. Thiếu gia, cậu đừng có suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ sớm đi. Tình trạng quý anh như vậy, người biểu ta làm sao nghĩ được chứ. Nè Bài Phong, người có thể giúp ta được một việc không? Giúp cậu điều gì? Giúp ta được cứu quý anh. Cứu mà cô nương? Nếu người không cứu cổ, cổ nhất định phải chết thôi. Ta dạ xin người hãy giúp người ta một lần đi có được không? Làm sao mà giúp đây? Người chỉ cần làm vậy